Vậy bây giờ tiếp theo là hành trình đi đâu vậy? Ờ... Hàm Cá Mập. Em cũng vậy đó. Chết vậy chúng ta cùng đi đi. Đi đi. Đi. Đi được chưa? Không cần phải xuống xe đúng không? Như vậy là quá hay rồi. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng. Đó sẽ hứa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Tóc em xanh vì em, mắt anh xanh vì em, chuông bướm vì yêu. Tuấn à, Lâm à, em Tuấn à nè. Dạ. Biết em yêu anh nhiều, đôi khi anh hay lạc lối. Hôm nay vui hả? Ê, hôm nay mình cũng cái màu cũng nhã nhặn. Có em lấy có quà cho anh đó. Dễ thương lắm, lắm em cho. Em thấy hình như có cái dòng của dòng kim cương. Đúng rồi. Sợ quá. Đây là mình vô trong dòng đó đi. Mình vô đó rồi dòng xoáy tình yêu thì sao? Đi vô nè. Con chào cô. Dạ. Cô có thể dục hả cô? Anh được cái là bà mấy cô. Dạ, dạ. Vui không cô? Dạ con được cái là mấy cô ở đây không ai biết em. Ôi trời ơi. Cô nhớ coi hai ngày một đêm nha cô. Tụi con đang quay ngoài đây để giới thiệu Hà Nội với mọi người. Dạ. Dạ. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Con chào cô nha. Dạ. Biết em yêu anh nhiều đôi khi. Ủa sao mấy người kia không thấy đâu ta? Sao có hai đứa mình vậy? Hai đứa mình. Anh ơi, có khi nào chương trình ngày hôm nay chứ hai đứa ta phải không? Chị Hanh, bốn người kia bị cắt hả? Đúng rồi, tại vì chương trình thấy hai đứa mình quá là vui. Đúng rồi. Cho nên thấy những người kia không có còn giá trị nữa. Cho nên chương trình đã cắt hết tất cả mọi người rồi. Và chúng ta chỉ hai chúng ta mà thôi. À, chúng ta là quá đủ rồi. Đúng. Đây là chương trình hai ngày một đêm tự do, tự lo. Yeah. Kiều Minh Tuấn và Bảo Lâm. À, cảm ơn và xin chào quý vị khán giả. Yeah. Em về đi, mày rớt răng rồi. Sao nay gió mát mát. À, về tôi làm cho một bộ mới. Thì làm cái màu cho nó chân thật chút xíu, trang điểm mỹ. Không có đâu, đâu tao chọn với em á. Màu màu này là màu nhựa. Nó thích làm gì kiểu mà người thông minh á, răng dài thông minh, trí nhớ cao. Đâu, em nghe đây coi. Nhìn em giờ tự nhiên nè. Nhìn em bây giờ mới tự nhiên nè. Qua làm không? Tôi làm cho bộ. Mai hả? Chưa hả? Gỡ ra. Chưa tách phải không? Tao làm đồ mới với em. Nghe quá, đưa anh coi coi. Ủa nhưng mà hai hàm của em nó không có đụng vào nhau hả? Ủa em về luôn hả? Em không có ấy mức ăn hô vô hả? Anh cắn đâu ăn sao? Anh thấy sao Đức? Anh... À... Mới hồi nào hôm nay luôn hả? Vừa mới biết đấy hả? Tính ra làm răng cho đẹp chứ không phải đến nha luôn hả? Ông nào cũng vậy. Ông nào cũng vậy. Rớt cái răng rồi. Bị rớt răng rồi. Bị gì? Bị rớt răng xin về Sài Gòn làm lại nè. Làm răng giả chi để rớt lên rớt xuống thế kìa. Thôi em để răng mang quay kệ em. Hả? Anh làm sẽ làm 21 giờ không muốn sĩ đâu làm gì đấy. Thì lại làm bộ răng á, làm răng đó phải đợi đặt hay làm. Đúng rồi, đâu phải. Không, mày vậy. Không, gắn vô thôi, gắn vậy thôi. Mất cái răng nữa rồi. Mất cái răng rồi. Mất rồi hả? Em đem răng cho anh đi. Em cười coi. Quay quay kia anh coi coi. Cái ghê quá à. Đó mình chụp vô bấm được mình. Không, em quen gì đó. Em rớt chứ cái sóng hồi nãy đó. Rớt cái sóng. Do bị rớt răng cho nên cái cục nó mới rơi vô. Nãy uống nước là do bị rớt răng đó. Ok,
kìa ông chủ ở không? Tại sao ông lại chổng chân lên trời? Con là phục vụ à? Dạ. Hãy phục vụ ta đi con. Dạ. Bây giờ là thư giãn ở chỗ trán nè, thư giãn mũi nè, thư giãn miệng nè. Sau này những cái lúc nghỉ dưỡng cái này bớt phiền lợi nha. Thường ngày em đã phiền tôi rồi. Nhưng mà đó anh thấy không, nếu mà anh nghỉ dưỡng mà anh không có em thì anh sẽ cứu tôi, cứu tôi. Làm lên Lâm, Lâm anh, Lâm anh Lâm. Em làm bớt trắng là ok à. Em cười anh coi coi. Quay tiếp. Làm như vậy nè. Gì? Hồi nãy em thấy Hiếu thứ hai tội nghiệp quá. Anh Tuấn thì chơi hời hợt, cố tình hại người ta. Đợt này làm Hiếu chiếm bốt lai. À, em nghĩ cho anh Tuấn lên đi. Rồi, cán vô giùm em luôn, chơi luôn. Anh Tuấn nè, đưa cái thằng Phú vô được không? Cái thằng nó ồn ồn mấy hối mình đó. Đúng rồi. Ừ. Thôi, đi thôi. Té. Để xem ai đêm nay sẽ bị hổ vô. Hai con quỷ ghê quái. Hai con quỷ ghê quái. Đó hỏi là tiểu phẩm à. Nói chung là các bạn trẻ bây giờ thích những cái gì nó không có thật, nó hào nhoáng trên phim ảnh. Đúng rồi. Hở chứ là lên phim là ra được cái xe đụng cái, cái đùng cái rồi lộ ra cái là chủ tịch. Cái yêu. Bữa bà cái bà cũng đụng Lâm, bắt Lâm đền 400 ngàn đó. Chứ có chủ tịch đâu. Còn bà là chủ tịch hội đồng hương hả? Bà là chủ hụi nha. Bắt đền liền. Rồi mỗi người nói công tình bắt đầu từ Chris. Chris rồi chưa? Rồi nói đi Nít ơi. Dạ. Cái câu ngôn tình nè, ví dụ như gặp một người đó em muốn gọi là chinh phục người ta. Đang đi ngoài đường nè, đang đi ngoài đường, đụng một cô gái nè, ta đang chạy nè, cô gái nè, đụng cái râm, phục đập đầu xuống. Em ơi. Em. Dạ. Hay gọi anh là nón bảo hiểm. Chi vậy? Bởi vì chỉ cần đòi anh lên đầu. Đòi anh lên đầu. Ok, an toàn. Nhảm, nhảm. Loại. Loại. Thế em, nếu như Lâm mà sáng sớm mà mở cửa ra, Lâm gặp một cái chị mà đi đổ rác, thì Lâm sẽ nói là, này em, hãy gọi anh là cái thùng rác. Bởi vì nhìn anh, em chỉ muốn đổ mà thôi. 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 Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah yeah yeah.